Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Hoa Nam Đức 10. Hôm nay thì Lộc sẽ cập nhật với chương trình khuyến mãi ưu đãi giảm 2 triệu đồng vào dịp lễ 30 tháng 4 này cho dòng xe Honda Rackmore và cập nhật 3 phiên bản màu mới tại cửa hàng Honda Hồng Đức nha các bạn. Ưu đãi thả ga sắm ngay xe Honda hỗ trợ lên đến 2 triệu đồng đó vào dịp lễ 30 tháng 4 này. Thì khi các bạn sở hữu xe Honda Rackmore này thì hiện tại chương trình thì được ưu đãi 2 triệu đồng dành cho các bạn. Ngoài ra thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới. Ngoài những phiên bản màu của Honda ra thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Và đây là dòng xe Rackmore phiên bản màu cam đen và được trang bị trên phiên bản ABS nha các bạn. Đối với phiên bản ABS của dòng xe Rackmore này, nó sẽ được trang bị cái ABS một kênh phía trước thì giúp mình sử dụng xe nó sẽ đảm bảo sự an toàn hơn, không gây hiện tượng trượt bánh, không gây hiện tượng dính đĩa đối với dòng xe Rackmore này và tăng độ an toàn hơn dành cho các bạn. Còn đối với dòng xe Rackmore này á, thì ngoài chương trình giống như Lộc vừa báo là ưu đãi 2 triệu đồng trực tiếp vào giá xe thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 30% khi các bạn trang trí các phụ kiện trang trí trên xe này. Và đặc biệt hơn nữa thì cửa hàng sẽ có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng dành cho các bạn. Thì chương trình thu cũ đổi mới thì các bạn lưu ý giùm Lộc á, những dòng xe cũ ví dụ như là xe 50 nè, xe khác hãng hay là những dòng xe khác thì cửa hàng đều hỗ trợ thu cho các bạn với giá cực kỳ ưu đãi. Và đặc biệt thì giảm thêm xe mới 1 triệu đồng dành cho dòng xe Rackmore này nha các bạn. Thì như Lộc cũng vừa báo, ngoài những phiên bản của Honda ra thì cửa hàng sẽ có nhiều phiên bản màu mới, màu cam đen nè. Và đặc biệt thì phiên bản màu xanh ánh tím nè các bạn. Nó là phiên bản được bán rất là chạy luôn các bạn. Và nó sẽ được trang bị trên phiên bản CBS hoặc là ABS tùy mình tùy theo sự sở thích của các bạn để mình sử dụng. Một dòng xe Rackmore cực kỳ là phù hợp và được thiết kế giống như châu Âu nha các bạn. Đối với phiên bản mà CBS đó các bạn, nó sẽ khác biệt so với phiên bản ABS là phần mâm nó sẽ được trang bị màu bạc cực kỳ là sang trọng và cực kỳ là sáng luôn. Thì đối với phiên bản CBS á thì nó vẫn được trang bị hệ thống phanh kết hợp, khi các bạn bóp một phanh trái nó sẽ ăn vào bánh trước và bánh sau luôn, tăng độ cân bằng hơn và đảm bảo sự an toàn hơn cho các bạn dành cho dòng xe Rackmore. Và xe thì được trang bị thiết kế giống như phong cách châu Âu và được thiết kế nhiều cái chi tiết mạ rôm này giúp xe mình nó sáng bóng hơn và đặc biệt là nó sẽ sang trọng hơn nha các bạn. Phần đèn xe của dòng xe Rackmore này thì nó sẽ được trang bị hệ thống đèn LED 2 tầng chia cốt pha nha các bạn. Ánh sáng nó cực kỳ là sáng, cực kỳ là trắng để mình sẽ dễ dàng quan sát hơn. Và đặc biệt nó sẽ được không trang bị cái công tắc đèn, nó sẽ được đèn xe nó luôn chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, thì giúp các bạn dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông vào những khung đường như là thiếu ánh sáng. Còn về mặt đồng hồ thì nó sẽ thể hiện được đầy đủ tất cả các thông số kỹ thuật để giúp mình dễ dàng quan sát hơn. Thì với cái sự dễ dàng quan sát này giúp các bạn tham gia giao thông một cách phải nói là tuyệt đối cực kỳ là an toàn luôn, dễ dàng quan sát hơn khi tham gia giao thông. Tiện ích thì đối với dòng xe Rackmore này nó sẽ được trang bị cái móc treo đồ, các bạn có dễ dàng thao tác sử dụng thì mình sẽ mở ra, không các bạn sẽ gặp lại, tăng cái thẩm mỹ hơn cho xe. Về phần hộc đựng đồ bên trái này các bạn, được trang bị hộc đựng đồ bên trái và các bạn có thể để được một số vật dụng cá nhân khác có nắp đậy luôn, thì giúp mình để một số vật dụng cá nhân cực kỳ là tiện ích luôn nha. Về cái dòng xe Rackmore này các bạn, nó sẽ được trang bị hệ thống khóa thông minh smart key. Với cái hệ thống này á, giúp xe mình sẽ tìm xe dễ dàng hơn nè, chống trộm và bật khởi động nguồn cực kỳ là đơn giản luôn. Và hiện tại thì đối với dòng xe Rackmore này, các bạn sẽ được hỗ trợ chương trình mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, giá xe giảm ngay 2 triệu đồng vào dịp lễ 30 tháng 4 này. Thì giá Rackmore nó chỉ dao động từ 59.990.000 đồng nha các bạn. Các bạn chỉ cần trả trước là 12 triệu đồng thì mình sẽ được gói lãi suất cực kỳ ưu đãi tại cửa hàng Honda Hồng Đức, và nó sẽ vay là 47.990.000 đồng, góp 12 tháng thì mỗi tháng các bạn góp là 4.915.000, 15 tháng là 4.163.000, 18 tháng là 3.612.000 và 24 tháng mỗi tháng các bạn chỉ góp là 2.960.000 đồng thì các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc xe được thiết kế theo phong cách châu Âu cực kỳ sang trọng và đẳng cấp, dòng xe Rackmore. Thì ngoài phiên bản ABS màu bạc nhám các bạn, thì cửa hàng có trang bị cho các bạn phiên bản màu bạc bóng được trang bị trên phiên bản ABS. Thì với cái phiên bản màu bạc bóng này, các bạn sẽ dễ dàng vệ sinh hơn và cực kỳ là sang trọng luôn đối với phiên bản màu bạc sáng này. Xe thì được thiết kế về phần mỏ dè đen, mặt nạ đen
và được kết hợp với cái nền màu bạc bóng của dòng xe SH Mon. Thì với cái thiết kế như thế này, các bạn sử dụng sẽ ít đụng hàng hơn và được bảo hành về chế độ màu sơn 3 năm. Cùng với đó, xe các bạn cũng sẽ được bảo hành về chế độ là 3 năm hoặc là 30.000 km. Thì với cái chế độ bảo hành này, các bạn sẽ yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng dòng xe SH Mon này. Đặc biệt thì những phiên bản màu sơn này, các bạn cứ yên tâm, cửa hàng sẽ hỗ trợ bảo hành cho các bạn lên đến là 3 năm. Và đặc biệt thì trong quá trình các bạn sử dụng á, nếu mà nó bị bay màu hay là bong chóc thì cửa hàng sẽ bảo hành lại cho các bạn hoàn toàn luôn. Còn nói về dòng xe SH Mon này các bạn, về phần đăng ký bản số xe và đăng ký dịch vụ công hay là những cái phần làm online á, cửa hàng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và đặc biệt đối với những phiên bản màu độ này, cửa hàng sẽ hỗ trợ ra cái cài phạt xe giống như cái phiên bản màu xe luôn, các bạn sẽ lưu thông hợp lệ bình thường hết, không phải đắn đo về cái vấn đề là đăng ký không được so với phiên bản màu độ này. Và Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và nếu như các bạn thấy video của cửa hàng Hồng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy mua xe vào dịp lễ 30 tháng 4 này, được ưu đãi cho các bạn lên đến 2 triệu đồng trực tiếp với giá xe, hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cực kỳ ưu đãi, thu xe cũ đổi xe mới giảm thêm 1 triệu đồng. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình chỉ cần mang cái thẻ công nhân thì mình sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng đối với dòng xe SH Mon này. Và các bạn cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Lộc là 0398811919. Số này Lộc luôn sử dụng Zalo để hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Và các bạn hãy cùng Lộc tìm hiểu lại 3 phiên bản màu mới tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Phiên bản được trang bị thắng ABS màu bạc bạc đen. Phiên bản màu bạc đen này thì cực kỳ là sáng bóng, là cực kỳ là sang trọng luôn nha các bạn. Được ưu đãi 2 triệu đồng. Với cái phần ABS phía trước này các bạn, nó sẽ đảm bảo cho mình sự an toàn hơn khi thắng gấp ở những khung đường gấp. Ví dụ như các bạn thắng gấp nó sẽ không gây hiện tượng dính đĩa và không gây hiện tượng trượt bánh. Còn phiên bản màu xanh ánh tím này, nó được trang bị trên phiên bản CBS. Và đối với bản CBS thì nó sẽ được trang bị mâm bạc, phuộc bạc, giúp xe mình tăng độ sáng bóng hơn. Và phiên bản màu cam đen, bản cam đen này thì cực kỳ là cá tính và cực kỳ là sang trọng luôn các bạn. Thì ở ngoài 3 phiên bản này ra thì cửa hàng sẽ có đầy đủ tất cả những phiên bản của Honda luôn. Như là những bản nào của Honda thì cửa hàng luôn có đầy đủ để trang bị cho các bạn. Và hiện tại Lộc xin nhắc lại là địa chỉ của cửa hàng là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và nếu như các bạn đang yêu thích về dòng xe SH Mon hay là tất cả những dòng xe khác thì mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Lộc là 0398811919. Số này Lộc luôn sử dụng Zalo. Vâng, xin chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.